sáng ngày 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Danh Minh, 21 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, về tội cướp giật tài sản. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Minh cùng với Trần Ngọc Quý rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thì phát hiện anh Nguyễn Hữu Phước điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Bình ngồi phía sau, có mang theo túi sách. Lúc này, Quý điều khiển xe máy chạy cùng chiều vượt lên áp sát đối tượng. Minh ngồi phía sau ra tay giật chiếc túi sách. Bên trong có một điện thoại di động, một máy tính bảng và 2.800.000 đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, trước đó trên đoạn đường thuộc ấp Cửa Lắp, xã Dương Tơ, Minh và Quý đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật của người đi đường. Tất cả tài sản cướp giật được, Minh và Quý đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.